lại nữa này thiện hiện vì hư không không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì hư không không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì hư không chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô vì hư không không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh lại nữa này thiện hiện vì sắc chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì thọ tưởng hành thức chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì sắc chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì thọ tưởng hành thức chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không sắc cho đến thức cũng như vậy chỉ có giả nói vì sắc cho đến thức chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy này thiện hiện, vì nhãn xứ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn xứ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, nhãn xứ cho đến ý xứ cũng như vậy, chỉ có giả nói, vì nhãn xứ cho đến ý xứ chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Tịnh, Phật dạy, này thiện hiện vì sắc xứ chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Tịnh, vì thanh hương vị xúc pháp xứ chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc xứ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, sắc xứ cho đến pháp xứ cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì sắc xứ cho đến pháp xứ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhãn giới chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Tịnh, vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn giới chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Tịnh? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Tịnh này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy chỉ có giả nói vì nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh